Thưa quý vị, là huyện thuần nông, Đức Huệ xác định lấy nông nghiệp là khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở đó, huyện đã điều chỉnh quy hoạch phù hợp trong cơ cấu cây trồng và vật nuôi, phát triển đúng hướng, có hiệu quả trên từng khu vực. Những năm qua, huyện Đức Huệ hình thành vùng sản xuất chuyên canh, trong đó lúa được xem là cây trồng chủ lực với sản lượng lương thực đạt hơn 245.000 tấn trong năm 2023, tăng so với cùng kỳ 2022. Ở những xã nằm trong vùng quy hoạch như Bình Hòa Hưng, vụ lúa đông xuân 2022-2023, toàn xã xuống giống 1.100 ha, đạt 100% kế hoạch đề ra, với tổng sản lượng là hơn 7.500 tấn. Riêng vụ hè thu, năng suất lúa đạt 46 tạ trên 1 ha. Trong những năm qua thì Hội Nông dân xã cũng phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện thì để hỗ trợ giống lúa nếp cho người dân trong sản xuất, thì cũng một phần để giúp cho người dân giảm bớt cái chi phí đầu vào. Bên cạnh cây lúa, nông dân trên địa bàn huyện nói chung và xã Bình Hòa Hưng nói riêng vẫn tiếp tục chú trọng chăn nuôi, nhất là chăn nuôi trâu và bò thịt. Mặc dù số đàn trâu bò giảm 190 con do giá chăn nuôi xuống thấp, nhưng nhìn chung tình hình chăn nuôi vẫn giữ ở mức ổn định, dịch bệnh không xảy ra.